Tu nữa đi con. Con tu nữa đi. Con tu từ trong ra ngoài nè. Rồi con thương cô giáo. Rồi cô giáo cũng thương con nữa. Rồi rồi hung cô giáo. Rồi cô giáo cũng hung con nha. Rồi bắt ngoan. Bắt học đi. Cha mẹ nào vậy chứ? Ở mầm ở trường thì canh trước trường, giờ con học trước phòng, canh trước phòng. Này làm cho boss tập YouTube, boss đi học. Không ơi, sáng giờ không có lên gặp nó. Cô boss nhà mình đã đi học rồi nha mọi người. Mà tại vì học mẫu giáo nhưng mà còn nhỏ quá, mới có 3 tuổi nhưng chưa có vô cho vô trường á. Như cho học cho cô trước quen trước đi rồi mới cho đi học ở trường. Với lại nhiều khi á, mình có con cái mình cưng á mọi người. Sợ đi học không phải sợ cô đánh mà sợ bạn đánh. Tại boss nhà Như nó ở nhà nó lanh nhưng mà đi vô trường á, học á là Như có thấy cho nó tiếp xúc với mấy bạn nhỏ lạ là nó rụt rè lắm, nó hiền lắm, sợ nó bị đánh. Con mình cưng sợ bị đánh á, rồi sợ đi học á, rồi nhiều vấn đề lắm, cho nên thôi để cô lại nhà dạy, mướn một cô lại nhà dạy luôn. Boss ơi, cho mẹ miếng thôi. Sao vậy, sao mẹ phải lấy nĩa khác? Mẹ ăn chung với con không được hả? Con đút mẹ đi, mẹ ăn chung với con đi. Được không? Mẹ con mình mà. Buồn đứng đấy ngủ chặt. Buồn đứng đấy ngủ chặt. Nó sợ chưa? Mọi người không giờ uống mẫu, uống chung nhà, ăn chung nhà á. Gớm, tôi mà nó gớm nữa. Thiệt á, bực mình buồn ghê. Rồi cho miếng. Vậy mới được đúng không? Ngon cực kỳ ngon luôn. Lẹ đi đừng câu thời gian. Cô dạy ngày 2 tiếng. Dạy cho boss. Hè nè cô không có đi dạy á, cô lại cô dạy cho boss. Rồi hết hè chào cô đi con. Bữa nay đẹp trai cái gì ta? Chào cô. Bữa nay cho con cái mặt ăn cô. Dạ, con cơm kia. Con cơm chưa? Mình có. Gọi lên bàn ngồi đi. Rồi con lên bàn học đi. Kìa bắt vô cô rửa miệng cho kìa. Đi đi. Rồi nhà các kẻ ngón tay. Nhà mông ngoài tay. Nhà cái mông bàn tay của mình nè con. Nhà cái mông bàn tay của mình á. À đúng rồi. Rồi quay ngón tay cái của mình nè, ngón tay cái của mình á, rồi quay ngược lại ngón tay cái bên kia, à ngón tay cái bên này nè, con chưa có tay nè, rồi con chuyển vào ngón tay bên này, con xoay vào ngón tay cái bên đó, nè xoay giống tôi đang nè, nhặt lên, rồi xoay ngược lại, rồi con chụm các đầu ngón tay lại, chụm lại, rồi xoay vô lòng bàn tay bên kia, đúng rồi, rồi chụm ngược lại là con xẹ tay tay bên này nè, rồi con chụm đầu ngón tay bên này, chụm lại tay bên này nè, con chụm lại cho con, rồi con xoay vô, đúng rồi. Ngoại đi Đồng Tháp rồi. Đi vô học. Chưa gì chân khóc rồi, vô duyên quá à. Rồi học xong đi rồi gặp bà ngoại. Đi vô học ngày nào cũng khóc chưa. Vô ngồi, rồi mẹ ngồi đây đó. Vô ngồi học đàng hoàng. Ngồi học đàng hoàng. Rồi ngồi yên đó. Bà mẹ ngồi bên đây. Hôm trước mình học tuổi gì rồi nhớ không? Con nhớ không? Con gì? Làm theo cô Lan, nín. Không có khóc, con gì? Gì vậy mới học mà. Con gì? Giơ tay lên đầu làm con thỏ cho tôi. Con thỏ. Giơ tay lên mình làm cái lỗ tai con thỏ. Con thỏ.
đó. Là lên hình không có đẹp trai đó. Lẹ đi qua YouTube nín. Nín giúp. Con hả? Con hả? Ăn củ cải đỏ. Mẹ đi ra luôn đó. Không là mẹ đi ra luôn. Con ăn củ cải đỏ. Ăn củ cải đỏ nhanh lên. Ăn củ cải đỏ. Thở uống nước. Uống nước đi con. Uống nước. Nực con đừng bắt nó lạnh lên. Thở ngủ. Ngoan quá, vỗ tay cho Bớt nè. Bớt ơi, vậy cô Lan hỏi nè. Con thỏ ăn gì vậy? Con thỏ ăn gì bây giờ? Không rồi. Con thỏ ăn gì? Không rồi. Bớt giỏi, bớt giơ tay lên trả lời cho cô à. Con thỏ ăn gì? Mẹ không con. Không. Con thỏ ăn gì con? Giơ tay lên trả lời cho cô Lan nghe. Con thỏ ăn gì? Ăn củ cải con. Khoanh tay lại con thưa cô. Con thưa cô. Con thỏ ăn củ cà rớt. Con cũng ăn củ cà rớt. Giỏi quá, giơ tay cho em Bớt nè. Quá giỏi. Mình cho con mình học là mình phải cứng lên mọi người. Đó, cho họp trong nhà mà nó còn khóc cỡ đó nữa. Người đi vô lớp nó khóc cỡ nào. Cứng rắn lên, mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Để em thôi nó khóc. Tôi ngồi bên đây nè, chứ tôi có đi đâu đâu mà nó khóc vậy đó. Học 4 bữa rồi đó mà vẫn. Để coi camera. Coi camera. Tiền để cái máy ở chổng rồi đi ra được không? Học rồi đó. Đâu khóc nữa đâu. Nó thấy mình á. Rồi em bé á, nó thấy mình là nó quyến luyến á nè, giơ tay nè. Đây là hộp màu của Bớt nè. Vậy quả cà chua khi chín thì mình phải tô màu gì vậy Bớt? Không có nói chuyện nữa. Bớt phải chú ý học, không có nói chuyện nữa. Rồi Bớt nói cho cô Lan nghe coi. Khi quả cà chua chín thì có màu gì? Màu gì? Vậy Bớt hãy chọn cho cô Lan cây màu đỏ. Chọn một cây một thôi, cây màu đỏ. Rồi, đúng rồi, quá giỏi. Li, thật là hay. Bây giờ Bớt hãy tô màu đỏ cho quả cà chua giúp cô đi. Rồi bây giờ Bớt hãy tô quả cà chua màu đỏ giúp cô đi. Nè Bớt tô đi. Bớt dặn cây màu lên. Dặn cây màu lên vừa đủ mình xài thôi. Con đừng có đè cái đầu, con đè cái đầu là con quặn không được. Con quặn từ từ thôi. Rồi Bớt cầm cây màu bằng tay gì? Con cầm cây màu bằng tay gì? Không dám gì nữa đâu. Ôi con ngoan. Con ngoan nghe. Bớt ngoan nghe. Rồi bây giờ Bớt ngoan của cô nè. Bớt hãy tô màu đỏ cho quả cà chua nha. Rồi khi tô con cầm bút bằng tay gì? Con cầm bút bằng tay gì? Con nói lớn lên cô nghe. Con cầm bút bằng tay gì? Con thưa cô. Con cầm bút bằng tay phải. Con cầm bút bằng tay phải. Đúng rồi, quá giỏi. Vô đây em Bớt nè. Đúng rồi đó con. Con cầm bút bằng tay phải. Và con cầm bằng mấy ngón tay? Hai móng tay. Đây con làm theo cô Lan nè. Con cầm bút bằng ba đầu ngón tay. Kêu mẹ vô đi. Không có nói chuyện. Lắng nghe cô Lan nói. Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Bây giờ cô Lan sẽ cầm mẫu cho Bớt coi nha. Rồi Bớt nhìn theo cô Lan nè. Bây giờ cô Lan sẽ cầm cây viết chì. Đây Bớt nhìn theo cô Lan. Cô đâu? Chỉ cho cô. Cô đây. Cô đây. Chỉ cho cô Lan nè. Cô đây. Đúng rồi Bớt giỏi. Cô Lan sẽ cầm bút bằng ba đầu ngón tay. Ngón cái. Bớt nhìn theo cô nè. Ngón cái, ngón trỏ, và ngón giữa. Bây giờ Bớt cầm theo cô ấy. Bớt cầm y như cô Lan cầm ấy. Cầm y như cô Lan cầm nè. Con cầm bằng cây màu của con á. Con cầm cây màu của con á. Bây giờ cô Lan đặt xuống, cô Lan sẽ cầm cho Bớt xem nha. Rồi nè con chú ý nè. Con nhìn vô bàn tay của mình nè. Để mai mốt mình không có cầm sai nha. Con cầm bằng ba đầu ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Khi tô màu tay trái con phải vịnh tập. Đây, con phải vịnh tập. Tay phải con tô. Con tô từ trái sang phải, từ trong ra ngoài nha. Đừng léo.
Dạ rồi. Ơi. Con uống nhầm quá đâu, con chỉ ôm không mà. Giờ này mình học nè, chút xíu tới giờ chơi cô giáo sẽ lấy gối cho con ôm hôn nghe. Bây giờ giờ này là giờ học của mình nghe. Rồi, bây giờ bóp tô nữa đi. Bóp tô nữa đi. Bóp tô như cô Lan chỉ gì đó. Ờ đúng rồi, tô nữa đi con. Con tô nữa đi. Con tô từ trong ra ngoài nè. Rồi, con thương cô giáo. Rồi, cô giáo cũng thương con nữa. Rồi, con tô từ trong, rồi con tô ra ngoài nha. Khi tô con chú ý nè, tô không để bị lem ra ngoài. Con đang tô màu gì vậy? Đúng. Đúng rồi, quá giỏi quá ta. Đó, tới viền này con chậm lại để không mình sẽ bị lem ra ngoài là quả cà chua của mình không có đẹp nha. Chút đi rồi cô ẵm con nghe, con tô xong quả cà chua rồi cô ẵm con. Yeah. Rồi, con tiếp tục con tô tới. Khi con tô con phải di chuyển cây màu. Di chuyển thật là nhẹ tay nha. Bót tiếp tục tô nữa đi con. Bót tô cho đẹp nha. Bót tô đẹp cô Lan tặng bót nguyên một cái hình mặt cười dễ thương luôn. Hiểu không? Rồi rồi hôn cô giáo. Rồi cô giáo cũng hôn con nha. Rồi bót ngoan. Bót học đi. Bót dịnh nha. Dịnh không để nó chạy cuốn tập mình á. Giỏi quá. Tuyệt vời. Bót giỏi quá. Quá trời giỏi luôn. Cố lên. Bót ơi cố lên. Giỏi quá. Tiếp tục tô nữa đi con. Con tô từ trong ra ngoài, con tô từ từ. Con tô từ từ thôi. Con đừng làm nhanh quá nó bị lem á. Con cầm cây bút nè, con phải giữ ba đầu ngón tay nè, con phải giữ. Giữ chặt cây bút màu. Rồi, cô biết rồi. Khi tô con đừng có tì ngược vào bàn nè, con ngồi xích ra. Cái ngực của mình không có tì ngược vào bàn nha. Ừ, đúng rồi. Mình đừng có tì ngược vào bàn nha. Con đừng có tì ngược vào bàn. Sát quá con mắt của mình không có tốt cho mắt của mình á. Con tô tới đây nè, con tô chậm lại. Chậm thiệt và chậm luôn. Để nó lem ra ngoài là quả cà chua của mình không có đẹp. Thấy không? Rồi con tô tiếp tục cho cô coi à. Bót tô tiếp tục cô coi à. Ơi. Rồi chúc cô ẩm. Bót ngoan đi rồi cô ẩm bót. Bót tô hết quả cà chua đi rồi cô ẩm bót nha. Bót tô hết quả cà chua đi rồi cô ẩm bót. Ê, tay gì? Đúng rồi, con phải tô bằng tay phải nha. Giáo ơi, cô giáo. Ừ, con hôn cô giáo, chúc rồi cô giáo. Cô giáo với con hôn nghe. Chúc cô giáo cho con hôn nha, bây giờ con học đi. Con đi. Ừ, con học ngoan đi, cô giáo thương con nha. Ôi, nó hả? Rồi ve với con nè, ve. Ve. Rồi ôm mày, ôm mày đó, ôm mày, Cục Vàng ơi. Cục Vàng học giỏi đi rồi, thương nghe. Rồi, rồi con ngồi xuống, con ngồi xuống. Ờ rồi, rồi, rồi. Lấy gối tấn ngang. Rồi, lấy gối tấn ngang luôn phải không? Lấy gối tấn ngang giống như hôm qua phải không? Rồi. Tiếp tục con, tiếp tục. Tô cho xong quả cà chua đi rồi mình mở cửa ra mình đi chơi ha. Tiếp tục đi con trai. Rồi con cầm cái màu lên. Con cầm bằng ba đầu ngón tay. Ba ngón tay, đúng rồi. Con giữ cái màu chắc chưa? Rồi. Rồi tay này con dịnh tập. Đúng rồi. Rồi con tiếp tục con tô đi nào. Con thương cô giáo rồi, cô giáo biết rồi. Cô cũng thương con nữa. Con cầm cây màu chắc chưa? Rồi con tiếp tục con tô ở dưới này cho cô xem. Từ từ, từ từ. Từ từ thôi con. Ờ, đúng rồi, giỏi quá. Từ từ, chậm chậm. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, giỏi. Nữa, nữa con, chưa điều nè. Chưa điều nè, tô một chút nữa. Tô một chút nữa, tô một chút nữa, mấy điều. Tô một chút nữa mấy điều mới đẹp nha.
Rồi bóp vừa tô được quả gì? Quả gì vậy con? Đúng rồi, con tô màu gì? Rồi vậy thì còn chiếc lá và cái cuốn nè. Mình sẽ tô màu gì vậy con? Chiếc lá mình tô màu gì? Màu xanh lá cây. Đúng rồi, vậy bây giờ bóp hãy lấy màu xanh lá cây cho cô đi. Bóp lấy màu xanh giúp cô đi. Bóp lấy màu xanh lá cây cho cô xem à. Đúng rồi, bóp giỏi quá, giơ tay cho bóp nè. Bây giờ bóp cầm bút bằng tay nào? Bóp cầm bút bằng tay nào? Tay phải, đúng rồi, con cầm bằng mấy ngón tay? Bằng ba ngón tay. Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Rồi, con tô cái lá đi. Con tô chiếc lá đi. Ơi. Con muốn ẩm nữa nè. Chúc là cô giáo ẩm con nha. Đây cô nhớ kỹ cho con. Đây, tay con vịnh tập, tay trái á. Tay trái con đâu? Ồ đúng rồi, con vịnh tập. Rồi tay phải con tô nha. Con đang tô gì đây? Con đang tô chiếc lá. Chút đi rồi cô cho ra ngoài chơi nha. Con vịnh tập. Rồi con nằm con tô đi. Cô bỏ đá vào con gác đấy. Tiếp tục đi con. Tiếp tục tô đi. Ơi. Con tô đi. Con tô đẹp mà. Hồi nãy cô thấy con tô đẹp mà. Con tiếp tục con di chuyển cây màu cho cô xem à. Con di chuyển cây màu tô cho cô xem à. Con vịnh tập. Tay trái con vịnh tập cho cô. Con đang tô màu gì vậy bó? À đúng rồi. Con đang tô chiếc gì? Chiếc lá. Đúng rồi. Chiếc lá này của quả gì? Của quả cà chua. Bác giỏi quá. Rồi mình tô chiếc lá màu xanh lá cây xong rồi. Bây giờ tới mình tô cái gì đây con? Đây là gì? Đây là cái cuốn. Cái cuốn. Rồi bây giờ con hãy lấy màu nâu con tô cuốn đi. Màu nâu đó, con chọn màu nâu cho cô. Bây giờ con dặn cây màu lại. Khi con tô xong là con dặn cây màu lại. Sau đó con để vô hộp. Rồi con để vô hộp cô xem nha. Con dùng tay phải của mình con cầm cây màu con để vô hộp. Rồi con lấy màu nâu ra. Con để vô hộp đi. Con để màu xanh lá cây vô hộp đi. Đúng rồi, giỏi. Sao vậy, sao vậy? Con để hạ thấp chút. Ừ, đúng rồi, giỏi. Rồi xong rồi con hãy chọn màu nâu cho cô đi. Con chọn màu nâu đi con. Phải không? Phải màu nâu không? Giỏi quá, giỏi tay khen bạn bóp nè. Bóp giỏi quá. Rồi bây giờ bóp hãy dặn cây màu nâu lên. Dặn cây màu nâu lên muốn gì? Muốn cô ẩm hả? Rồi cô ẩm bóp nè. Rồi bóp ngoan nghe. Rồi bóp vô bàn ngồi đi. Bóp học ngoan nghe. Rồi bóp dặn cây màu nâu lên. Lên chút nữa con. Rồi đúng rồi, được rồi. Được rồi, có thể cầm cây màu nâu. Cầm lại, cầm cái tay của mình phải giữ chặt cái cây viết. Nè, cái tay của con phải giữ chặt cây viết màu nè. Rồi con tô nè. Con đang tô cái gì vậy bác? Đang tô cây cuốn. Cây cuốn. Cây cuốn của quả cà chua. Con đang tô cái cuốn của quả cà chua bằng màu gì? Màu này là màu gì? Đúng rồi, giỏi quá. Con tô đi, con tiếp tục con tô ở khúc dưới này nè. Khúc dưới này nè, con tô cho nó đều nha. Con tiếp tục tô đi. Ơi. Con tô xong chưa? Tô cho xong cái cuốn đi. Rồi bây giờ con hãy cất cây màu vô đi. Dặn cây màu lại. Dặn cây màu lại.
giặt cây màu lại rồi để vô hộp nghe ngắn. Con để vô hộp nghe ngắn cho cô. Rồi con đẩy hộp màu lại. Rồi cô đâu? Cô này. Cô đâu? Cô này. Dừng bước, ngừng tay, thể dục thế này, hết mệt mỏi ngay. Làm lại theo cô Lan này nghe, có làm lại theo cô Lan nghe. Dừng bước, làm lại theo cô Lan. Dừng bước, ngừng tay, thể dục thế này. Con làm theo cô Lan đi, con nắm tay mình á. Nắm tay mình á, mình thể dục cho cái tay của mình á. Thể dục thế này, thể dục thế này, hết mệt mỏi ngay. Làm lại theo cô Lan nghe, bắt làm lại theo cô Lan nghe. Dừng bước, làm lại theo cô Lan nè. Dừng bước, giơ tay lên. Dừng bước, ngừng tay, thể dục thế này. Tắm tay con nè, tắm tay con, tắm từ trên xuống dưới. Tắm từ trên xuống dưới, thể dục thế này. Hết mệt mỏi ngay. Bác giỏi quá, bác ơi. Bác hãy đem sản phẩm của con lên cho cô xem. Con đem lên cô nè, đem lên cô Lan nè. Đem lên đây, đem lên đây cho cô Lan xem. Rồi con đứng đây, đứng đây nha. Bác ơi, con vừa tô được quả gì? Đâu, con chỉ cho cô và các bạn xem quả gì. Đúng rồi, quá giỏi. Vỗ tay cho bạn Bót nè. Vậy bạn Bót nói cho cô Lan nghe, quả cà chua con tô màu gì? Con tô quả cà chua màu gì? Đúng rồi, quá giỏi. Rồi con tô lá. Cuốn của quả cà chua màu nâu. Quá giỏi luôn, tuyệt vời. Vỗ tay cho bạn Bót một tràng vỗ tay đi cho con. Rồi bây giờ ẵm bạn Bót nè, thương bạn Bót nhiều nè nghe. Bạn Bót không có khóc nghe, khóc là không có ngoan đó. Dạ. Cha mẹ nào vậy chứ? Ở mầm ở trường thì canh trước trường, giờ con học trước phòng canh trước phòng. Mẹ vô mà con quậy là mẹ ra nữa. Đó nó còn học đàng hoàng. Boss làm quen với số lượng trong phạm vi năm thì mình sẽ mua cái bộ đồ chơi đó, nó hấp dẫn nha. Thì em cũng dạy ở trong cái cuốn sổ này, cũng dạy ở trong cuốn sổ tập tô. Ngoài ra thì em dạy thêm ở bên ngoài nữa. Rồi ngồi học đi, mẹ không nghe. Phá cửa lại đi. Sao phá cửa? Phá cửa thì rồi dễ đi cửa. Rồi, mình là bữa nay mình ngoan rồi cho nên là không có khóa cửa gì hết á. Rồi ngồi đi nha, học đi. Bữa nay mình ngoan rồi là mình không có khóa cửa gì hết á, mình học thoải mái luôn. Mình đóng cửa là mình đâu có tinh thần học tập mấy con. Cao lên xíu, con ngầm thấp quá rồi. Rồi con coi cô xem. Đúng rồi, con di chuyển cây màu từ từ rồi, từ từ để lên. Rồi con di chuyển từ trong ra ngoài. Chậm chậm rồi. Tiếp tục đi, con tiếp tục tô đi. Đừng ngoái vô mũi chảy máu. Con cứ làm. Con tiếp tục đi. Tiếp tục tô cho hết cái cửa sổ nhỏ đi. Con dễ dùng con cả này. Rồi, cô làm cho con nha. Cô dễ dùng là sao? Cô làm cho con nha. Con nhìn nè, con chú ý nè. Con đang tô màu gì vậy? Con đang tô màu gì? Con thư tô màu vàng. Rồi còn một bên nè, bóp tô cho cô đi. Cái tay con bình thật nè, để cái tay cũng thật. Rồi, con tô đi. Từ từ, con di chuyển từ từ lên, đúng rồi.
Đúng rồi, di chuyển em nào từ từ thôi. Giỏi quá. Xong rồi, boss tô hoàn thành được ô cửa. Rồi, boss giỏi quá, để tôi nghe boss nè. Rồi, bây giờ boss nói cho cô Lan nha, xem ô cửa. Ô cửa sổ hẹp hơn con dùng màu gì để tô? Dùng màu vàng với màu xanh dương. Màu xanh dương là con tô ô cửa như thế nào? Ô cửa rộng hơn. Ô cửa rộng hơn. Nè, con nhìn cho cô Lan nha. Ô cửa rộng hơn. Ô cửa hẹp hơn. Ô cửa hẹp hơn. Rồi, ô cửa rộng hơn, con dùng màu gì để tô vậy? Màu xanh dương. Con thưa cô. Con thưa cô. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Nhìn vô đây nè con, màu xanh dương. Màu xanh dương. Ô cửa hẹp hơn, con dùng màu gì để tô? Màu vàng. Con thưa cô. Con thưa cô. Màu vàng. Giỏi quá, cô vỗ tay khen bạn boss nha. Rồi bây giờ chơi trò chơi với cô nha. Dừng bút. Rồi con để bút vô trong hộp màu đi. Để vô, nhanh lên rồi mình chơi trò chơi. Dặn lại, đúng rồi, dặn, con dặn nó vô. Rồi, con để vô hộp. Cái này bạn boss rất là gọn gàng rồi đó. Rồi, bây giờ chơi trò chơi nha. Dừng bút. Làm theo cô Lan. Làm động tác theo cô Lan. Dừng bút. Ngừng tay. Con làm theo cô Lan. Ngừng tay. Thể dục thế này. Thể dục, con nắm tay mình nè. Đúng rồi. Thể dục thế này. Hết mệt mỏi chưa con? Rồi bây giờ học tiếp nha. Hồi nãy giờ cô Lan và con đã học được, nhận biết được to hơn, nhỏ hơn và rộng hơn, hẹp hơn, đúng không? Vậy thì bây giờ boss nhìn lại và boss nói cho cô Lan xem là hồi nãy giờ hai cái cửa sổ này mình đã dùng màu gì và màu gì để tô vậy con? Màu vàng để tô ô cửa như thế nào? Như thế này. Ô cửa hẹp hơn. Rồi, ô cửa rộng hơn thì con dùng màu gì? Màu xanh dương. Màu xanh dương, đúng rồi. Vậy mình có mấy ô cửa vậy con? Hai ô cửa. Con thưa cô. Có hai ô cửa. Giỏi quá, cô vỗ tay cho bạn đó nè. Tiếp theo, mình sẽ học trang số 3 nha. Bây giờ bạn có thể nhìn và đón cho cô Lan xem đây là hình gì? Đây là hình gì vậy con? Hình này nè, hình có màu xanh nè. Con thưa cô. Hình vuông. Rồi đây là hình gì vậy con? Đúng rồi, bây giờ bóp trốn cô đi. Trốn cô. Nhắm mắt lại mới trốn cô được nha. Rồi bây giờ cô Lan sẽ cho bóp xem cô Lan có gì nha. Con được cái lạnh đó. Ngoài cái đấy có một cái dạng hình tròn. Cái bánh có dạng hình tròn đó rồi ta. Cái này có dạng hình tròn. Nhắm mắt lại, trốn cô mà. Không có được anh Giang. Nhắm mắt lại. Trốn cô là phải nhắm mắt lại. Còn này thấy có cái bánh hình tròn. Không được quá mắt. Rồi, nhắm mắt. Nhắm mắt lại nghe, chốt cô. Cô đâu? Cô Lan. Rồi, cô có món quà dành cho boss nè. Ta-la, mở ra. Cô có gì đây? Bánh. Con thưa cô. Con thưa cô. Chiếc bánh. Vậy chiếc bánh này có dạng hình gì? Có thể cùng quan sát với cô Lan nha. Hình vuông. Trời, cô Lan chưa mở ra nữa đã biết hình vuông rồi. Hay hiểu gì ta? Rồi bây giờ có thể cùng quan sát với cô Lan xem chiếc bánh này có dạng gì nha. Nhìn xem chiếc bánh của mình có dạng gì. Bác giơ tay lên, bác biểu cho cô nghe đi. Con biết.
không biết. Rồi cô mời bác. Bác ơi, chiếc bát của mình có dạng hình gì vậy con? Dạng hình vuông. Con thưa cô. Con vuông cô. Chiếc bánh có dạng hình vuông. Có dạng hình vuông. Vỗ tay khen bạn bác thiệt là giỏi luôn. Rồi, chiếc bánh này mình có dạng hình vuông nè. Giống hình nào trong tập của mình đây? Giống hình nào vậy con? Hình đó là hình gì vậy con? Chỉ tay vô. Chỉ tay vô. Con thưa cô. Hình vuông. Vậy con nói cho cô Lan nghe, hình vuông có màu gì đây? Màu xanh. Màu xanh gì? Màu xanh dương. Nói lớn hơn. Màu xanh dương. Đúng rồi, vỗ tay khen bạn boss nè. Quá giỏi. Bây giờ boss. Trời tối rồi. Ngủ, ngủ đi con. Trời tối rồi, ngủ đi. Trời sáng rồi. Làm lớn lên. Làm nhạc cho bé. Đúng rồi. Rồi cô có một món quà dành cho boss nữa đây. Đây là gì vậy con? Con thưa cô. Con thưa cô. Chiếc bánh. Chiếc bánh. Rồi bây giờ boss sẽ cùng khám phá với cô Lan xem chiếc bánh này có dạng hình gì nha. Khám phá với cô Lan nha. 2, 3. Chiếc bánh có dạng hình gì vậy boss? Con thưa cô. Con thưa cô. Giơ tay lên. Con thưa cô, con biết. Con biết. Đúng rồi, giỏi quá. Cô mời boss nè. Anh tay lại, con thưa cô. Con cô. Chiếc bánh có dạng. Con có dạng. Có dạng hình gì? Hình tròn. Con chỉ vô chiếc bánh. Hình tròn. Con thưa cô. Con thưa cô. Chiếc bánh có dạng hình tròn. Chiếc bánh dạng hình tròn. Nói lớn lên. Dạng hình tròn. Đúng rồi, vỗ tay cái mặt boss nè. Hay quá, bạn boss thật là giỏi. Vậy hồi nãy giờ cô Lan đã cho bánh, cho boss khám phá hai loại bánh. Một loại bánh có dạng hình vuông và một loại bánh có dạng hình tròn, đúng không nè? Đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Giao lên bà, giao đi mau giao. Vỗ tay theo cô. Cô thương giao thì giao không không nhẹ. Không không nhẹ. Vỗ tay cùng cô nè. Tìm về cho bánh. Ba vào nhà bánh. Ông bà vui gây cài. Đưa tay cao lên, thuộc bài hát rồi đó. Hát đàng hoàng thôi chứ ra đi. La 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 la. Bóp giỏi quá, giơ tay cho bóp nha. Rồi cho bóp hát một bên đi. Bóp hát một mình đi rồi tan học. Rồi bóp hát. Mới hát cho cô nghe ha. Cháu lên ba đi con. Hát cho cô nghe nha. Rồi bây giờ cô bắt nhịp cho bóp hát nha. Cô bắt nhịp cho con hát nha. Chào lên ba, 2, 3. Chào lên ba, chào đi. Con vừa vỗ tay vừa hát cho cô đi. Vừa vỗ tay vừa hát nghe. Chào lên ba. Cô thương nhau thì cháu không khóc nhờ. Không khóc nhẹ về cho bánh. Ba bao nhà mai ông bà vui cây cài. Vỗ tay đi con. Lại theo cô. Con đưa tay cao lên rồi mở cái tay. La 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 la. Giỏi quá, đưa tay cho bạn bóp nè. Tan học rồi con mẹ. Con bạn bóp ngày mai con bóp học giỏi. Dạ vậy. Sao? Bóp mấy thử. Không, nó thuộc lâu lắm rồi. Quá ấp. Sao vậy con? Đi học mà khóc cái chi? Đi học vui cũng chết mà khóc cái chi? Dạ nói gì nói mẹ nghe. Dạ ngoại đi rồi. Mẹ ngủ nha, mẹ ngủ với con nha. Rồi rồi rồi, thưa cô giáo, bên tay thưa cô giáo về. Thưa cô con về. Rồi rồi bắt chào cô. Bác chào cô. Con chào cô. Con chào cô. Thấy mẹ vô cái khóc đó. Chứ hồi nãy giờ người ta học ngoan lắm.
Nãy giờ học ngoan lắm đó. Nãy giờ ở đâu có khóc đâu phải không? Nãy giờ nó đâu có khóc đâu, thấy mình vô mới khóc. Trời ơi, có bà đẹp quá ta. Rồi mọi người ơi, nhớ sụp gì? Nhớ gì ba? Sụp gì? Nó sụp nổi rồi, em sụp hố, em sụp hầm mà. Tâm trạng. Em là giờ em chỉ có sụp hầm thôi. Rồi mọi người nhớ cho nha, bác xin một nút like, một nút subscribe nha mọi người. Cảm ơn mọi người, bye bye đi. Bye bye. Bye đi mọi người, bye bye, bye tiếp. Bye bye đi con. Không bài học nữa à. Cô giáo ơi, vô dạy nữa cô giáo. Bye dạy bye nữa bye không? Bye bye đi. Bye bye. Rồi bye bye đi. Bye bye đi. Bye bye đi thôi cô. Bye mọi người đi. Vô học nữa nha. Bye bye đi. Hôm nay cô giáo tặng cho bóp một con hồng với một à. Cô giáo tặng cô có quà kìa. Cô có quà kìa bóp. Cô có quà kìa. Hôm nay cô giáo tặng cho bóp một chiếc tơ và một bông hoa nha. Wow, được xếp qua mà được một bông, bình thường ta được tới 5 bông lận. Hồi đó đi học là cô giáo dán 5 bông là giỏi, một bông là dưới. Bông là một tuần á chứ. À vậy hả? Dạ. Rồi bị điểm dưới trung bình nè mẹ ơi. 10 ngày bóp được 10 cái tiết cơ, được 1 bông hoa, cô Lan sẽ mua một món quà tặng bóp. Quà, cô Lan cho quà, cô Lan cho quà. Hôm nay bóp rất là giỏi, cô tặng cho bóp một bông hoa và một tiết cơ mặt cười nha. Nè nè. 10 ngày như vậy cô sẽ mua một món quà thật là đẹp tặng bóp nha. Dạ, cảm ơn đi, cảm ơn cô. Cô. Rồi. Hả? Không quan tâm. Nè sổ bé khỏe bé ngoan đầu đời của bóp nè. À. Rồi. Đây là gì?